Rồi ok, chào các bạn. Hôm nay chúng ta cùng nhau đánh bài tiếp à. Thì nói chung là các bạn khuyên mình chơi Master Duel hơi nhiều thì đó, nhưng mà ok được rồi, để mình nghiên cứu, nếu mình chơi được thì sẽ chơi. Mình cũng thích Yu-Gi-Oh mà. Mặc dù là mình chơi chủ yếu là để thể hiện cái sự tôn trọng của mình dành cho tác giả thôi. Nói chung là từ khi nghe tin tác giả của bộ truyện này mất thì thật sự là mình cũng cảm thấy có chút gì đó buồn. Và mình muốn tìm lại những kỷ niệm ngày xưa đã từng rất vui với cái tựa game này. Rồi ok. What? Rồi hên quá, ra hai cái lách trap hole cùng lúc luôn chứ. Rồi ok. Úp lá này xuống cho chắc ăn các bạn, có gì lượt sau mình phá nó cũng được. Và đối phương không bắn thì mình dở lên mình phá trap. Rồi đá này là Marufor càng tốt. Rồi ok, vô. Dán đầu vô hên thế nha. À, trời ơi, hay quá. What? I end my turn. Rồi thôi, nó là lá gì cũng được. Oh no. Oh, trap hole hên quá. You're going to activate a spell card? Tổng tiến công. Dán đầu tiên này là quá hên luôn các bạn. Là đầu tiên mình hên được tới như vậy đi. Bắn. Bắn. Chơi. Chơi. Trời ơi, là đầu tiên mà mình đánh được anh Yugi mà áp đảo được tới mức này luôn. Rồi. Trời. Rồi, chơi ảnh luôn. Mặc dù hơi phí nhưng thôi không xài, uổng. Rồi, xong. Rồi, mấy khi con này được KF rắc cuối đâu. Trả lá bài lại cho ảnh nè. Rồi thôi, em đánh anh nhẹ nhẹ thôi. Anh với em không có thù oán gì thì thôi đánh nhẹ thôi các bạn. Mình thích, nếu mà đối phương với mình không có vấn đề gì, mình thích đánh một cái đòn nhẹ vậy thôi, chứ đừng đánh mạnh quá, đôi khi cũng thấy tội đối phương. Mình sẽ cố gắng đánh 3 gián để dễ lấy bài mới hơn nha, chứ nhiều khi đánh một gián là không có ra bài mới được. Mới ở đây là bao gồm những lá mà bộ này có rồi mà mấy bộ kia chưa có đó nha, với lại những cái lá mà tất cả các bộ đều chưa có. Lần này ra bài xấu thế nha. Trời ơi. Giờ sao thủ đây. Quăng con này ra đi. Dọa ảnh để coi ảnh ra con gì. Ảnh úp xuống mà con này mà là con bò, con bò thì tốt hay con Hane, Hane cũng được. Trời ơi. Thì vô ảnh ra con này là mình mệt rồi. Giờ nãy mình quăng con nào ra đây cũng chết trơn. Úp xuống thì sẽ có lợi hơn mà tại mình muốn ngửa. Chứ nhiều lúc mình úp lỗ. I end my turn. Giờ kiếm phải có con thủ 2000 mới được. Ồ, đắt hơn hên quá mà từ từ đã, thủ đã. Biết qua Master Duel lá này còn xài được không ta? Tại vì mình nhớ là mà từ bản Maric á, trở đi là nó cho mình một cái quyền đó là quyền khóa hết tất cả những cái lá này. Những cái lá như trap hole rồi đồ á là e game nó cho chúng ta khóa để game nó cân bằng hơn. Để coi mình dùng con này mình thủ đi, thủ phát nữa đợi anh ra 4 con ra anh ra summon đã. Rồi ok. Flip summon. Oh, the effect activates at the same time. Rồi cho anh bắn 3 phát cũng được. Nhưng mà con này là đắt hơn với khổ mình nhé. Không ra được con phát tráp hơi lỗ. Từ sao ra được ra cái chắp hôn cũng đỡ, còn lao hồi sinh nữa. You're going to activate a spell card? Rồi đề phòng mình quăng con này ra. I see what you're trying to do. Unfortunately, it's not going to work. Trap hole. Rồi khoan, anh có con nào mạnh đâu mà đây lấy mượn tạm với con
7 của anh để mình xài coi. Phải có con đó ra mình mới dễ đánh được. À, không có con bài thường nào mà nó công tới ngàn 7, ít bạn nó bỏ nó ít bài mạnh lắm. Ít thành ra mình để có con ngàn 6 hay con ngàn 7 để đây là hầu như là mình có thể giành chiến thắng. Còn muốn có con nào mạnh hơn ngàn 7 thì thường là phải có con summon không à. Nhiều con summon trả được ngàn 7. Gì đây? Trời ơi. Ồ, lợi hại quá vậy ông anh, lần này cái lá này không có giá trị sử dụng với mình luôn nha. Lại không ra nổi hai con để mà sử dụng nó. Dạ, anh áp chế mình kinh quá. Trời, toàn lá mà cần hai lá để kích hoạt không chứ. Rồi bắn 50 điểm thì không thấm. Bắt đầu mình có cảm giác là mình thắng dán vô nghĩa rồi đó nha. Thành ra mình chơi cái bảng này mình cứ cố gắng đánh một dán là để lỡ có lỗ thì thắng dán là ăn dán đói đi đánh thua cũng được. Rồi anh Yugi thì chỉ có mỗi lá này thôi, thành ra là mình quăng mấy con này ra là mình lợi rồi. I end my turn. Rồi ra con yêu tinh huyền thoại đi cho mình thủ rồi. Trời, ra lá này làm cái gì? Úp xuống luôn. Rồi bắn thử. Flip. Trời. Your monster's attack triggered my effect. Rồi thôi, lá này mất cũng không tiếc. Cái lá này khá là tào lao nên thà mình lấy chắc phôi sướng hơn lá này. I end my turn. Trời, à, rồi ok ok anh không lấy được bài rồi, hay ra bài quái đi. Ô vàng ngon. A tribute summon. Rồi nếu mà may mắn thì mình thắng trận này. Tên quá, giờ ra được một bài quái nữa là mình ăn. Trời, ra con này á. Thôi kệ, ra con này cũng được. Ảnh mới xài lá Rakigi rồi mình không sợ. Lần sau có gì mình dở con này lên quăng cái lá bài ảnh vô nếu mà ảnh thủ. Tất nhiên là trừ khi ảnh rút được gì thần sức mạnh đây mình thua nha. Yugi là chuyên gia lật kè mắt chót đó. À không, anh mình có lá này ở đây mình không sợ cái đó, bài kiếm của ảnh. Rồi xong, vậy thì coi như ảnh vong rồi. Oh no. Ok. Bài vô đi. Chơi thôi, bắn phát này thôi. Không có cái đòn nhẹ hơn nên phải chịu, con này bắn không đủ. Rồi ok, cho em xin một lá mới thôi cũng được, em không cần nhiều đâu ạ. À. No 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 no. Rồi. Rồi thắng chung cuộc các bạn. Trong vòng 8 phút. Bữa nay hên quá. Trời ơi. Ôi trời ơi, cuối cùng cũng lấy được ba cái kiếm mà, trời ơi, mừng quá. Xin lỗi các bạn. Mừng quá, cuối cùng ảnh Yugi ảnh cũng cho mình cái lá này rồi. Rồi ok, đều giờ mở bảng của K3 lên đánh tiếp các bạn ha. Rồi để coi cái bảng của K3 đâu rồi. Rồi ok, vô bảng của K3 quýnh tiếp nào. Lấy cái lá mới lấy ra ra xài liền các bạn. Ba cái kiếm của tôi đâu? Trời ơi, mấy khi mà được xài ba cái kiếm đâu. Kiếm ơi, kiếm ơi, kiếm kiếm kiếm. Ba cái kiếm đâu? Đây, trời ơi, đợi mãi luôn đấy. Bả này có Kuribo, mình cầm tay vậy là hơi nhiều lá bài. Thôi mình nghĩ tới lúc mình cũng phải cất bớt cái lá, ba cái lá này vô rồi các bạn. Cầm ba lá này nhiều quá chơi hoài các bạn chê. Rồi ok. Rồi cất bớt cái này vô luôn. Cho phép cháp nó cân bằng nhau một tí. Đây 55 lá là cũng bị hơi bị nhiều rồi đấy. Phải có mấy lá này thì mình mới xài Corona được. Rồi ok. Victory is not in the cards. Bữa nay là hên mới thắng được Yugi kiểu đó đó nha, chứ bình thường không có thắng được Yugi kiểu đó đâu. Rồi ok, mình thua. Không sao các bạn, mới vừa hên rồi thì chúng ta phải xui chứ. Cuộc đời có hên có xui chứ đâu phải là may mắn ở với chúng ta mãi được.
Mà nói chung đến mình trước sau gì cũng có cái hay riêng của nó. Một số bạn cũng nói vậy, không phải cứ đi trước là hay đâu, đôi khi đi sau nó cũng có cái hay của nó. Thì bên đây cũng là điều mà mình nói với các bạn từ những video đầu tiên khi mình làm về cái dòng Yu-Gi-Oh này rồi. Đó rồi mà các bạn. Rồi đây, vô. Cái gì cũng có hay của cái hay của nó, mà bất cứ một cái trạng thái nào cũng xứng đáng được trải nghiệm. Rồi hay quá, có Thanh Hải Pháp Sư ở đây luôn. Trời, hai bên thi nhau thủ. Ôi giời ơi, Corona. Corona, chúng ta hãy cùng hát ca. Corona, chúng ta hãy cùng hát ca. La 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 la. Rồi đây. Rồi xong thì à. Nó tính điểm công nha các bạn. Ôi trời ơi, rồi một lá. Hai lá. Ba lá. 4 lá, trời ơi, Corona phá hủy kinh quá các bạn ơi. Còn gì đâu nữa mà chơi. Giờ bắn con này là mình mệt á. Trong trường hợp này thôi không ra bài nữa các bạn. Bắn con này phát là mình đi luôn. Mà thôi giờ tranh thủ bắn luôn đi. Lấy bài mới cho ảnh bị giật bài chơi, đúng rồi. Con này nó... À, miễn chiến bài. Ok, hay đấy ông anh. Corona có tác dụng trong hai lượt thôi nha các bạn. Rồi mất thần đèn tiếp. No no. Còn gì đâu nữa mà ra. Đây cho nổ một về luôn. Bắn. No 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 no. Không sao các bạn, con này nó chết thì nó lại cho mình lấy một con khác ra thôi. Mình có lỗ đâu mà sợ. Thanh Hải Pháp Sư cũng đã làm xong nhiệm vụ của mình rồi. Trời ơi, cua đi bo. À, cũng được. Lá này cầm lên tay cũng được. Rồi ok, lấy lá này ra thủ. Con rồng này thì dương lên. Cái rìu cầm vô rồi. Oh, Myrofor. Có lá đó mình cũng hơi mệt. Summon my faithful servant, La Jin, the mystical genie of the lamp. Trời, chắp hôn. Ờ, ảnh cũng có Corona. Đây. Để coi lá nào ta. Rồi lấy cái bình ra luôn. Rồi, úp cái lá này xuống. Úp cái lá này xuống. Cái bình đi ra. Rồi, dụ ảnh bắn mình đó. Rồi. No, no, no. I activate my spell card. Raikiki. Oh, Raikiki lợi hại đấy ông anh. Nhưng mà em có lá này. What? Cái lá này mình sàng lượt thôi, mình không có giữ nha. Rồi xong, tắt nắng. Rồi lá này của mình là trap cho nên giữ lên được. Ê quên mất tính xài lá này cơ. Thôi kệ cũng được, chơi luôn. Lỡ rồi thôi chơi luôn các bạn, mất mát gì đâu. Đừng dỡ con này lên là được. Có lá Marufor đây nha, mình tào lao là mình chết đấy. I set this card face down. I end my turn. Rồi không sao, mình bỏ lá này đi là được. No. Dỡ lên Marufor với tôi này. Corona hả? Rồi quăng con này ra.
So, you're activating a spell card. Rồi, cho con rồng này cái này luôn. Rồi anh em cùng nhau chúng ta bắn nào. Nãy hơi sợ úp cái bình này sớm xuống. Úp cái bình này sớm quá, giờ phải để nó ở đây mà nó bắn một cái là chứ mình lỗ á. Cái bình này đôi khi nó phải đang ngược nha các bạn. Phải tác dụng nếu các bạn dùng xa cách. Mà thôi, mình nếu mình nghĩ giờ cây ba ra là cây ba sẽ ra bắn Furibor này trước. Tại vì con này thì nó bắn nó thì mình không mất máu rồi, tại vì nó bản thân nó là nó sẽ đỡ lạnh hết các thương rồi nó chết. Yugi chi ra triệu hồi ra nguyên một cái bầy con này, trong khi đúng trên sân người ta cho có 5 con. Đúng rồi, thanh thắng. Ê, chết tôi. Anh biết ngay là anh gọi rồng trắng mắt xanh ra mà. I summon my almighty blue-eyes white dragon. Mà chả sao, mình có cái bình ở đây để tẩy mà còn có con này nó đang gắn cái chiếc thủ giáp vô mà mình sợ gì. Ôi trời ơi, rồi thôi không sao. Ta còn thêm đồ vô nữa. Rồi bắn con này á. Đồ anh khôn thế nha. Rồi giờ mới ra con này thì hơi ổn. Rồi thôi không sao. Nhập vô luôn. Anh là anh hơi khinh cái thiết thủ giáp của em rồi nhá. Ngàn mốt. Này rồng trắng mắt xanh hả? Lục nhãn bạch long với em hả? Rồi à là con này. Rồi cho ảnh rút một lá ân huệ đi. Rồi thôi tính lấy con này bắn mà thôi, cho Furibor cái phát cuối. Mấy khi Furibor được ra đồng cuối đâu. Vậy thôi các bạn, quýt nhẹ thôi. Mình chơi mấy game song đấu gì nữa, đối phương mà đồ cục mà nó hiện ra cái dòng mà nó kêu finish á, là mình đánh lại đánh nhẹ cái cho đối phương ngã thôi. Mình ghét ra cái đòn mà kết liễu tàn bạo lắm. Nói chung là trừ khi bị ép phải ra thì ra thôi, chứ còn không là không bao giờ chịu ra đòn kiểu đó, không thích thế. Nhân đạo nó quen rồi. Rồi nói thế cho vui thôi. Nhưng mà câu các bạn nói mình đạo đức giả này là tấu hài cho vui thôi, chứ nhân đạo ở ngoài đời quan trọng, nhân đạo trong game làm gì. Chúng ta ai cũng sẽ già mà các bạn, sẽ lên nóc tủ và ngắm gà sexy. Bây giờ sống thật chút đi, sống chi giả dối, ăn gà mất ngon luôn các bạn. I summon my faithful servant, La Jin, the mystical genie of the lamp. Oh, thần đèn. Ây da. Lấy con nào ra bây giờ? Để xem nào. À, chắc lấy con này. What? I end my turn. Trời, Furibor nữa. Ủa, cứ ra Furibor mãi thế. Rồi lật qua thủ thôi. I activate my spell card. Cái gì đây? À rút bài hả? Anh à, rút đi anh. Gì đây, spam phép hả trời. Cái lá này đôi khi nó phản đam ngược là chủ rồi. Rồi, Furibor đấy mà. Rồi đó, úp úp nhiều xuống anh. Úp nhiều lên, úp hết 5 lá cũng được. I end my turn. Oh yeah. Chơi. Quét một về luôn. No. Myro 4 hả? Đây. Mê hồn hương ma. You're activating a spell card. Rồi thôi, như đó đủ rồi. Con rồng zombie mà gắn cái phép này vô thì không biết nó quyến rũ kiểu gì luôn á. Lúc cái logic của Konami chúng ta không hiểu được. Chả sao.
Miễn đây biết đây là phép búp là được rồi, còn nó là búp kiểu gì mình không cần biết các bạn. Cứ cho như là cái con này nó búp sức mạnh cho con rồng này đi, bằng con rồng nó mạnh lên theo một cách nào đó thì chúng ta không cần biết. Nó mạnh lên là được rồi. Ôi trời. Rồi thôi khỏi, chúng ta còn nhiều lá búp khác mà, bài nhiều tiết thí 500 điểm chi. Rồi bay vô đúng không? Rồi bay vô, cảm ơn. Your luck's come to an end. I offer two of my monsters on the field as a tribute. Con gì đây? À, hai. À, lợi hại. Oh, trời. Lợi hại. Nhưng mà em lại gọi hai con khác ra. Not bad. What? I end my turn. Rồi bay vô. Rồi thôi cho anh tung sổ số đấy. Rồi lại mất một con. I activate my spell card. Gì đây? Raigeki. Ôi trời. Thế anh sổ số làm gì? Nước đi thế nào mình không hiểu cái nước đi luôn á. Rồi hoan để con này xuống mình lấy cái bình ra mình chơi. Tại sao ra tam thủ lục nhã, ra lục nhã bạch long mà phải úp xuống? I end my turn. Rồi. Khoan, kiên thủ không ra nào các bạn. Chà, nước đi này của anh cái ba lạ quá. Mất máu. Not bad. Đang có con này ngon tự nhiên thí con này để đặt con nào xuống này trời. Trời đất ơi. Trời đất quỷ thần thiên địa ơi. Rồi thôi. Không cương làm gì. Con đó phải kinh khủng lắm rồi, thí hai con mà. Thí hai con để ra nó thì nó cũng phải được gọi là mạnh lắm đấy. Rồi. Mà lại úp xuống, lẽ con này phải úp xuống mới có giá trị thôi ta. Mà mình nhớ cho bộ bài của K3 con mạnh nhất là con rồng trắng mắt xanh rồi, hôm nay có con nào còn mạnh hơn cả rồng trắng mắt xanh. Tất nhiên là không tính con rồng trắng mắt xanh ba đầu mà con đó là fusion mà. Rồi lấy cái bình ra chơi. I set this card face down. Này thì úp xuống này. So, you're activating a spell card. Oh, cái lá đó nguy hiểm. Rồi khoan, từ từ, không vội các bạn. Not bad. Con này là con gì mình hơi sợ nó rồi đấy. I set this card face down. I end my turn. Trời, Kuribo nữa. Rồi thôi không ngu gì đâu, bắn. Bắn chết sao? I summon my faithful servant, Lajin, the mystical genie of the lamp. Rồi khoan, úp lá này xuống đi. Rồi cho anh bắn từng phát. Ấy trời, bắn đúng chỗ vậy. Rồi thôi cũng không sao, ảnh cũng lỗ mà. À thì ra là cái lá mê cung. Ồ đắc hôn. Cái bình. Bức tường. Con này rồng trắng mắt xanh.
Có lá này ngon rồi. Raikiri luôn. Rồi con này thì mình nằm xuống thôi. Con sâu nữa thì càng tuyệt vời. Thiết thủ giáp thì mình cầm. Rồi ok, lấy thêm con nữa. Giờ thì chắc lấy con này được rồi. Rồi quăng lá ra. Phá cái bình của ảnh đã. Úp xuống. Úp xuống. Dỡ con này lên. À trap hole. Chả sao. Ngon. Quăng ra. Bắn. Rồi, bắn. Rồi, anh ấy vẫn còn cao cao tại thượng lắm. Cho anh ấy xuống hố luôn mới được. No, no, no. Cái gì đây? Ồ, đắt hồn. Rồi thôi, chịu. Đá bài đi ông anh. Ủa? Chà, thế này hơi khó chơi à nha. Ồ, ba cái kiếm hay quá. Rồi, quăng con này ra luôn, sợ gì? Bắn. Cấu máu ảnh từ từ cũng được. Anh ấy cũng đang hết bài rồi. Để coi anh ấy ra được bài gì nào. Thủ. Rồi ok, thủ thủ. Rồi em mượn con này tí. Anh chơi ba gián này mình có cảm giác ảnh được tự hủy hay sao ấy. Rồi con này thôi mà. Rồi lấy con này gắn vô. Rồi. Có con rồng nào ở đây đâu ông anh ơi. Rồi gắn vô. Rồi sau đó chúng ta chơi chiêu bài tự hủy luôn. Dỡ lên lá này nữa. No. Rồi cho ông anh biết từ chiêu của em tự hủy nha. Ông anh cũng dùng chiêu này với em nhiều lần rồi. Rồi ý em 3800 máu giờ không đáng, nhưng mà với ông anh thì đáng đấy, tại mình vẫn còn đủ máu để mình chịu trận, còn ảnh thì không. Nói chung đây cũng là một cách chơi các bạn, về tới phút chơi tới phút cuối rồi mình chơi cú chót luôn. Rồi ok, tập này cũng nửa tiếng rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Mình là La Bách Hợp, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Rồi có vẻ chúng ta không lấy được cái con nào mới hết. Con này mình có rồi. Con này cũng khá là hay cho bộ phong. Con này mình có từ lâu rồi và nó khá là thầu lao. Mặc dù nó bộ hỏa nhưng mà dày thì không có giá trị gì hết. Quá yếu để chiến đấu các bạn. Còn con này thì cái effect của nó thì bạn nào biết cách thì chỉ giùm mình nha. Mình từng lấy được lá này một lần rồi mà mấy cái cây nấm này mình không có biết xài. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Mình là La Bách Hợp, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.